Vâng, em xin chào toàn thể anh em là hội bẫy chim cò vạc nhé. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cùng với anh em đi cách cắm lưới úp một cánh ở trên trên đường hoặc ở dưới dưới đầm đấy, để anh em đánh những con cò con vạc. Thì hiện tại giờ em sẽ chia sẻ cùng anh em để cho anh em, những người anh em mới chơi thì biết cách cắm lưới và cắm lưới như nào, và cùng anh em cũng chơi lâu lâu năm cùng tham khảo nếu có cái những cái nào mà kinh nghiệm anh em đã đánh chim lâu năm đấy thì cũng cùng tham khảo cùng chia sẻ cho anh em, để anh em mới chơi theo cũng là theo cái sở thích cùng đam mê cùng giống anh em mình. Thì đấy, thì nay em sẽ đi cùng chi tiết từng cái công đoạn một để cho anh em dễ biết cắm lưới, để anh em cách biết cách cắm lưới cùng chơi. Đấy, thì hiện tại mình cũng đã giải cái lưới ra rồi, thì để giảm bớt cái dung lượng thì một cái đầu này mình, đây một cái đầu này thì mình đã cắm lưới vào đây rồi. Đây, cái lưới này hiện tại là mình làm cái lưới úp, gọi là lưới vén lưới đấy, hay là cái lưới xếp đấy, để khi mà con chim nó xuống thì nó xuống ở trên cái con đường này thì nó không thể nó dẫm vào lưới, nó đỡ giận lưới, nó đỡ giận chân, thì nó đỡ nhìn thấy lưới là nó hoảng. Thì tí nữa mình sẽ cuộn lưới cho anh em để anh em cùng biết. Thì hiện tại giờ em sẽ cắm cọc cho anh em để anh em xem cách cắm cọc. Hiện tại thì nó cắm cọc thì nó nhiều loại cắm cọc. Đấy, đây anh nhá, làm cái cọc này để xỏ xuyên qua cho anh em cùng ấy. Đây nha, anh em làm cái suốt này. Đấy, làm cái suốt này. Đây nha, làm cái suốt này, xỏ đây nha. Dù kể cả cắm ở dưới dưới ruộng hay là dưới mương nước ấy, làm cái cọc nó lớn lên. Đây là mình đang mô phỏng cho để anh em tham khảo thôi, chứ còn nếu mà đã đi vào cái đánh thì nó sẽ phải làm cái cọc lớn và nó cố định đấy. Đấy nhá, như thế này. Đấy, làm cái chốt làm sao anh em ạ. Đấy, đây, đây. Đấy nhá. Làm sao? Cho cái đấy, lại là cái mình đóng cái cọc đấy như thế. Bên đầu lưới này thế anh em nhé. Hôm nay mình làm cái lưới nó ngắn thôi để cho anh em dễ quan sát. Buộc một cái đầu cọc này này. Đấy, đầu cọc này để cho nó cố định đi. Thì mình kéo cái dây nó ok. Đấy, anh em nhìn nhá. Hiện tại mình. Đấy. Đây cọc méo nhá. Đấy, anh em. Đấy. Cố định nhá. Chặt
thời mình lấy nó đầu khi chỉnh lưới xong. Hai cái này cho nó cân anh em ạ, cho nó cân đỡ đen lệch. Đấy nhá anh em ơi, đóng lên đấy, không làm cái chốt này, bẻ chốt lại đấy, nó sẽ ok thế rồi. Đấy nhá anh em, nhìn nữa đấy nhá. Đây là mình sẽ làm cái cọc đây anh em nhá, cái cọc để kéo lưới nhá. Đấy nhá, cọc này là cọc cố định này. Đây anh em xem này. Chưa. Bao giờ anh em nóng như lúc nào nó tư thế đây chưa? Nhìn này, từ đây. Tránh đi đi ra đây. Đấy, nằm thế sâu trong lòng bàn này, lúc nào nó có tư thế nó bật nhá. Phải cắm nghiêng nha anh. Em cắm nghiêng nha. Co căng nha anh em, bây giờ đây này, nhìn xem là lưới này co căng nha các bạn, co căng này đấy để nó có độ bật nhá anh em, cố gắng làm sao phải co căng mà lúc nào hướng đi nó ở bên đổ về bế bàn này đấy nhá, đóng thật sâu à đấy nhá. Thì anh em dựng cái lưới này, dựng lưới lên nhá, lúc nào nó tư thế nó bật này đấy nhá. Hiện tại này anh em nhìn này, mình để ấy này, đấy nhá, nó bật rất là nhanh nhá, hiện tại nhá. Đây là lưới bén nhá, lưới đánh và đánh vạc đánh cò này đấy anh em ạ, còn bén lưới lên nhá anh em, làm sao cứ cố gắng để lưới này. Đấy, để gọn này ok, con cò
Còn cò con vạc nó thực ra nó không phát hiện đâu. Nó màu lưới này nó như màu cỏ luôn đấy anh em nhìn này. Đấy anh em ạ, nhìn này. Bình ra nhá. Quay đi từ từ. Dùng. Đấy anh em nhìn thấy chưa? Mình sẽ cuộn lưới đấy, lưới xếp đấy. Khi mà con cò nó đáp xuống đây thì nó không bao giờ nó sợ chưa. Còn đây là cái dây giật nhá, dây giật cho anh em này. Cho anh em nhá. Đây 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 giật cho anh em ở đây là cái sào này, sào để định hướng nhá. Coi như là anh em lấy dây này. Đấy. Khi anh em cắm là sao nó song song nó mới ấy này. Bàn này, anh em cắm sâu luôn. Đấy. Anh em hồi bao giờ có cái cọc định hướng này ok luôn anh em ạ. Anh em có ngồi xa đến mấy nữa đi xa này chưa, cái cò cái cọc định hướng làm sao mà cứ anh em cắm nó chắc à, chứ mình hiện tại mình đang cắm là nó chỉ ấy thôi, nó vẫn độ lung lay đấy. Ví dụ ngồi xa này nhá, để anh em đây mình giật cho anh em xem này, nhìn nhá anh em nhìn này. Đấy anh em. Hiện tại nó đang cản gió đấy, cho nên là cái lưới nó không được đổ nhanh lắm. Nó đang gió ngược gió. Đấy. Anh em cứ làm sao cắm như thế, cửa dài nó bao nhiêu thì cũng là ok hết, cứ cắm làm sao nó thật căng ra. Cứ phải căng ra, căng lưới ra thì nó mới có độ bật, nó mới khỏe được. Đây mình lại làm lại cho anh em xem nhé. Đây nhá, hiện tại anh em ạ, là mình đã cắm những con cò trắng mỏ vàng. Đây mình cắm cho anh em nữa cái loại hiện tại là cò mã nhá. Đấy, cò mã này. Con mã hay không? Anh em còn gọi là con cò ma đây anh em ạ. Đấy. Đây nhá. Cho anh em này. Cò mã hay cò ma? Đấy anh em có nhu cầu cứ liên hệ với mình sẽ cung cấp cho anh em đầy đủ cò vạc. Đấy anh em ạ, đây nhìn nhá, những con cò ma, con mã hay còn gọi cò mã đấy anh nhá. Con này con cò trắng màu vàng này. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0904669517 anh em ạ. Đấy, anh em nhìn nhá, những con cò mã các kiểu dáng kiểu thế đấy. Đấy anh em ạ, anh em nào có nhu cầu thì cứ hãy liên hệ với em nhá, thì em sẽ giật cho anh em xem tiếp theo nữa nhé.
ví dụ ở đấy anh em cứ làm sao bố trí làm sao nó cắm nó hợp lý thì giật nó ok ngay, có gì đâu. Cái này nó thực ra nó cắm rất là đơn giản anh em ạ, anh em cứ để ý một chút này, giật lại cho anh em xem nhá. Đấy, thấy chưa, ok chưa anh em, thấy không, bao chỉ cùng luôn đấy, còn có con bạc của mình đấy. Hiện tại cái lưới này gọi là lưới xếp nha anh em nhá, đấy đấy lưới xếp nhá, này trùng thì thoải mái luôn. Anh còn anh em khi nhu cầu nào mua lưới bên em hoặc mua cò bồi giả thì hãy liên hệ qua số điện thoại của em là 0904669517 anh em nhé, là số Zalo đấy. Còn anh em nào cần tiếng mình sẽ hỗ trợ tiếng cho anh em. Cũng chúc anh em là bẫy được nhiều chim của mùa di cư này nhá. Đấy, anh em thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình và chia sẻ kênh của mình nhé. Mong anh em cùng chia sẻ cái kênh và ủng hộ kênh cho mình. Cũng đón xem cái tiếp video tiếp theo cho mình nhá. Chào toàn thể anh em.